After 6 arduous competition days with the participation of 258 candidates in 4 clusters, Hanoi, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh and Cần Thơ, the national semi-final round of FPT Edu Nihongo in 2023 has officially ended. The semi-final has brought fiery challenges to the teams, beginning with the word sneak grab. The contestant had to find ways to improvise random words into a conversation in a short time. This challenge truly required high concentration and creativity. After that, the youth art presentation rounds were also very challenging. The teams had the opportunity to show their knowledge and skills with fascinating topics. Moreover, the contestant also had a chance to explore their improvisation and flexibility through the Q&A section with the judges. Thực ra mà nói thì phần thi hôm nay, trước khi thi thì em rất là hồi hộp, có một cảm giác gì đó nó sợ hãi lắm. Bởi vì ở đây là lần được khá lâu rồi mà bọn em đã đứng trước cả đám đông, thì một phần khá hồi hộp. Nhưng mà sau khi thi xong thì bọn em cảm thấy rất là thoải mái và cực kỳ hài lòng về phần thi. Mới đầu thi thì em cũng cảm giác là hơi lo lắng một tí, nhưng mà sau khi đã trải qua phần thi xong thì em thấy là mình cũng khá là tự hào, mình biết là mình cũng làm được, mặc dù phần thi của em có thể là không tốt cho lắm. Em cảm thấy là chương trình hôm nay rất là đầu tư, thí sinh thì ai cũng thể hiện hết mình và rất là tuyệt vời. Em cảm thấy rất là vinh dự khi được tham gia ngày hôm nay. Đề thi rất là hay, có 5 đề cho thí sinh lựa chọn. Còn về phần hài lòng thì em nghĩ là em chưa hài lòng lắm, tại vì lỗi của em hôm nay là không kiểm soát được thời gian. Vì đây cũng là lần thứ hai của mình tham gia cho nên là mình cũng sẽ có một cái cảm giác gì đó quen thuộc hơn so với lại cái lần đầu tiên và cũng với so với các bạn thí sinh khác. Mà cũng đồng thời thì hôm nay thì mình đã được chuẩn bị đầy đủ hơn và tinh thần của mình cũng được thoải mái hơn so với lần thi trước, cho nên là mình cũng khá là tự tin. Bản thân mình thì thật ra là khá là hồi hộp, tại vì đây lần đầu tiên mình được đi thi và cái việc trải nghiệm được đi vào vòng bán kết như thế này, mình cũng rất là hồi hộp để mà được xem có đạt giải không. Phần thi vừa rồi thì dù đã tập luyện rất là nhiều nhưng mà thiệt ra cảm thấy vẫn chưa có thật sự là hài lòng lắm, và nghĩ là nếu mà có thêm một tí thời gian thì chắc là nó sẽ hoàn hảo và bùng nổ hơn. Còn mình thì cảm thấy là mình vừa làm một cái điều gì đó rất là mãn nguyện, trong người nó cứ xả ra hết luôn. Wow, kiểu thật sự rất là thoải mái luôn ấy. Nhưng mà nói chung là nó là một cái trải nghiệm mình cảm thấy rất là quý báu và mình cũng chắc chắn là sẽ muốn thử thêm một lần nữa. Mình có tôi rèn cho mình thêm một cái bài học là nói chậm chậm thôi, đừng có nói nhanh quá. Thì mình học được cách mà để mình thuyết trình lên á, diễn đạt cho họ làm sao mà hiểu được một cách chậm rãi nhất có thể. Và đồng thời thì mình cũng biết được nhiều thứ về mặt nội dung và về mặt quản lý thông tin. Và mình cũng rất vui khi được làm việc chung với bạn Hoàng Thi. Các bạn đều chuẩn bị rất là tốt, cả về cái phong thái, cái khả năng ngôn ngữ và đặc biệt là cái sự tương tác giữa các đội thi với nhau. Giữa các bạn trong đội thi thì các bạn đấy tương tác rất là tốt với nhau. Cả những đội tiếng Nhật, từ tiếng Anh thì đều có cái sự đan xen trong câu chuyện rất là hay. Mình nhận thấy là chương trình tổ chức rất là tuyệt vời. Một cái sân chơi cho các bạn được rèn luyện cũng như là thử thách cái khả năng ngôn ngữ của mình. Và rất là mong các bạn giữ được cái tinh thần này để các bạn thí sinh ấy để dùng ngoại ngữ được nhiều hơn nữa. Chúc mừng tất cả các bạn, chúc mừng tất cả các em đã hoàn thành xong cuộc thi FPT Edu Nihongo vòng bán kết toàn quốc, cũng như là hơn 14.000 tất cả các bạn học sinh sinh viên đã tham gia từ vòng sơ loại đến tận bây giờ. Thì thực sự là mọi người hãy coi cuộc thi này là một hành trình trải nghiệm để mình thực sự enjoy, thực sự cảm thấy hạnh phúc khi mà mình có cơ hội được làm những video clip, có cơ hội làm việc teamwork với tất cả các bạn đồng đội của mình, có cơ hội đứng trước thầy cô với tất cả các bạn khác để có thể nói, có thể chia sẻ quan điểm của bản thân cũng như có thể tương tác với tất cả mọi người. Và dù kết quả cuối cùng chúng ta có được đi Malaysia hay là Nhật Bản hay không thì mọi người hãy vẫn luôn tự tin và hãy tự chúc mừng bản thân đã vượt qua một cái hành trình, một cái kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời học sinh sinh viên của mình, và sẽ tiếp tục cố gắng để chinh phục những cái sân chơi khác và cùng enjoy những cái trải nghiệm khác. Và cái sự thành công thì vẫn luôn luôn đón đợi tất cả mọi người ở phía trước. Which teams will become best teams participating in the FPT Edu Nihongo 2023 final round in Malaysia and Japan?